nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Thể dục, Thể thao, Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam khai mạc giải vô địch các đội mạnh Vô Vì Nam toàn quốc lần thứ 15 năm 2024. Ban tuyên giáo tỉnh Đội Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Võ Hoàng Bình chủ trì hội nghị. Giao ban nghiệp vụ kiểm tra giám sát kỷ luật đảng quý 1 2024. Lê Cô huấn luyện 266, dân quân cơ động, dân quân tại chỗ. Chấm sơ khảo cuộc thi tài năng dẫn chương trình, én học đường. Cơ ban tổ chức ngày sách và văn hóa đọc năm 2024. Xin kính chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút. Bản tin hôm nay thứ bảy ngày 20 tháng 4 năm 2024 sẽ có những nội dung chi tiết sau. Thưa quý vị, tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Nam khai mạc giải vô địch các đội mạnh vô Việt Nam toàn quốc lần thứ 15 năm 2024. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 400 vận động viên đến từ 32 đoàn là các tỉnh, thành, ngành có phong trào vô Việt Nam phát triển mạnh trong cả nước. Các vận động viên sẽ thi đấu ở hai nội dung quyền và đối kháng để tranh 48 bộ huy chương, trong đó có 22 bộ huy chương ở nội dung quyền và 26 bộ huy chương ở nội dung đối kháng. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Ngọc Nhung cho hay, Giải là nguồn cổ vũ đồng viên to lớn cho phong trào tập luyện và thi đấu môn vua Việt Nam của Gia Lai, qua đây nhằm kiểm tra đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của vận động viên, huấn luyện, đội ngũ trọng tài, công chức, quản lý, lực lượng nhân viên, phục vụ cho việc tổ chức thi đấu, đồng thời tuyển chọn vận động viên xuất sắc để thi đấu các giải khu vực và quốc tế. Được biết, năm 2019, Gia Lai từng đăng cai giải đấu này, và đã giành được một huy chương vàng, 7 huy chương đồng. Ở giải năm nay, đoàn Gia Lai có 19 vận động viên đăng ký thi đấu và đặt mục tiêu giành được một bộ huy chương. Giải sẽ diễn ra trên hai thảm thi đấu tại nhà thi đấu thể thao tỉnh đến hết ngày 24 tháng 4. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Võ Hoàng Bình chủ trì hội nghị. Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Võ Hoàng Bình ghi nhận sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí trong thông tin, phản ánh kịp thời những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, kịp thời phản ánh các nhiệm vụ của địa phương và tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị trong quý 2, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh như kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 110 năm ngày sinh anh hùng nấp. 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trước và trong dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, thông tin lan tỏa với các gương người tốt việc tốt mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền về công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội trong quý 2 2024, thông tin phản ánh về việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Tại huyện Cờ Bang, cụm thi đua số 4, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao ban nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng quý 1 2024. Cụm thi đua số 4 gồm Ủy ban kiểm tra thị ủy An Khê, Ủy ban kiểm tra các huyện ủy Đắp Bơ, Công Chờ Ro, Chư C, Cờ Bang. Trong quý 1, cấp ủy, cấp huyện đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo một tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 6 đảng viên. Quý 2 năm 2024, Ủy ban kiểm tra các địa phương tiếp tục chủ động triển khai công tác kiểm tra giám sát và thực hiện các nhiệm vụ do cấp ủy giao có chất lượng hiệu quả triển khai xác minh tài sản thu nhập năm 2024 theo kế hoạch đã ban hành tại hội nghị các đại biểu cũng đã được trao đổi hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát đồng thời giải đáp những khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng Ban chỉ huy quân sự thành phố Pleiku đã hoàn thành huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ đợt 1. Tham gia khóa huấn luyện có 149 chiến sĩ dân quân cơ động và 120 dân quân tại chỗ thuộc cụm thi đua số 1 gồm các phương Hội Thương, Yagrin, Diên Hồng, Yên Độ và Tây Sơn. Theo đó, thời gian huấn luyện diễn ra trong 12 ngày. Từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 4, lực lượng dân quân tại chỗ tham gia huấn luyện 7 ngày, từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 4. Các chiến sĩ sẽ tập trung vào các nội dung như chủ nghĩa Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của đảng và của cách mạng Việt Nam. Dân quân từ về tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam sầu chủ nghĩa trong tình hình mới quan điểm của đảng về đối tác đối tượng của cách mạng việt nam trong tình hình mới một số nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự giáo dục quốc phòng và an ninh dự bị động viên và động viên quốc phòng biên giới quốc gia an ninh quốc gia biên phòng phòng thủ dân sự và các văn bản liên quan điều lệnh đội hình đội ngũ và huấn luyện về kỹ thuật chiến thuật làm chủ vũ khí trang bị hiện có trong biên chế vũ khí tự tạo công cụ hỗ trợ của dân quân nội dung quân sự chung Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi tài năng dẫn chương trình Én Học Đường trong học sinh sinh viên tỉnh Gia Lai năm 2024. Ban tổ chức đã nhận được 50 video clip của 50 thí sinh đến từ các trường cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Nội dung của clip giới thiệu về bản thân và các vấn đề về lịch sử, văn hóa, du lịch, sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của địa phương. Tại vòng sơ khảo, ban giám khảo đã chấm điểm các video clip về các tiêu chí nội dung, chất giọng, thân thái hình thể video clip kết quả băng tổ chức đã chọn 17 thí sinh có video clip tốt nhất vào vòng bình chọn trên fanpage hội đồng đội tỉnh gia lai được biết sau vòng bình chọn trên fanpage băng tổ chức sẽ chọn các thí sinh xuất sắc vào vòng chung khảo dự kiến tổ chức vào ngày 12 tháng 5 tại trung tâm hoạt động thành thiếu nhi tỉnh. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Cơ Bang tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Bình Khiêm tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2024. Tham dự có cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 800 học sinh, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, nhân viên thư viện 20 trường tiểu học, trung học cơ sở trong toàn huyện. Tại đây, học sinh khối 4 của Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Bình Khiêm đã cùng nhau thi trưng bày, thuyết minh sách về những chủ đề ý nghĩa như tình yêu quê hương đất nước, biển đảo, văn hóa lịch sử, quyên góp hơn 200 đầu sách các loại cho thư viện trường. Giáo viên, phụ huynh học sinh cùng tham gia hoạt động, đọc sách trả lời câu hỏi kiến thức, đồ vui bổ ích. Ở phần thi trưng bày giới thiệu, ban tổ chức đã trao giải nhất cho khối 7 giải nhi thuộc về khối 9, khối 8 đạt giải 3 và khối 6 đạt giải khuyến khích. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.